và Chicho có phải là một? Nhiều người vẫn hay bị nhầm lẫn giữa hai loại chế phẩm này. Vậy hãy cùng S-Fan đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Không phải tự nhiên có nhiều sự nhầm lẫn này đâu. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu EM là gì và Chicho de Mar là gì. EM là từ viết tắt của tập hợp nhiều vi sinh vật hữu hiệu, hay còn gọi là vi sinh vật có lợi. Trong chế phẩm này có hơn 80 loài, bao gồm các vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn cố định nitơ, xạ khuẩn, vi khuẩn lắc tích, nấm men, v.v. Chicho de Mar là nấm, có tác dụng đối kháng lại các nấm bệnh có hại cho cây trồng. Nấm đối kháng Chicho de Mar được xác định có tới 33 loài, trong đó sản phẩm của S-Farm có chứa 4 loài đặc hiệu, chuyên tiết kháng sinh để tiêu diệt nấm bệnh và tuyến trùng gây hại. Vậy thì công dụng của hai sản phẩm này như thế nào? Đối với EM, công dụng chính là dùng để ủ rác hữu cơ, làm dịch chuối trứng sữa, ủ GE, ủ đạm cá, nói chung là dùng để ủ phân, tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ dồi dào cho cây trồng. Ngoài ra, chúng có thể sử dụng để cải tạo đất hay xử lý nước thải. Đối với nấm đối kháng Chicho de Mar, công dụng chính là dùng để bón trực tiếp hoặc hòa vào nước để tưới vào trong đất, nhằm tiêu diệt nấm bệnh hay tuyến trùng gây hại nhờ cơ chế đối kháng, tức là cạnh tranh môi trường sống với con có hại, từ đó nấm bệnh không có cơ hội để tấn công. Đặc biệt hơn nữa, trong mỗi sản phẩm của S-Farm đều được bổ sung thêm các thành phần khác giúp tăng hiệu quả sử dụng trên cây trồng. Trong Chicho de Mar có Humic, thành phần giúp tạo độ mùn và kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh. Trong EM có Chicho de Mar, thành phần giúp ngăn ngừa nấm bệnh hiệu quả. Tùy vào mục đích sử dụng để lựa chọn sản phẩm cho phù hợp nhé. Hy vọng video vừa rồi đã giải đáp được thắc mắc của các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như địa chỉ mua hàng gần nhất, hãy gọi về số điện thoại 0902 652 099 hoặc truy cập website sfarm.vn.